Trời ơi, đây là ai? Ta là đâu vậy? Tinh thần sục sôi, quyết không hề. Phi lôi thần thuật. Xem đòn kết liễu đây. Nhiều tiền mua tiếng cũng được. Đừng có khinh thường ta như vậy. Chuyện gì khó, quyết lên hỏi Google. Nhất tiện hạ sông điêu. Máu cuồng sục sôi khiến ta điên cuồng. Đem đòn kết liễu đây. Minh đệ ta không sợ gì cả. Minh đệ ta không sợ gì cả. Minh đệ ta không sợ gì cả. Thần sấm là ta chứ ai. Thập bát lộ chứ.
hành trình trưởng thành. Xem đòn kết liễu đây. Xem đòn kết liễu đây. Mặt ta như quả ớt, vì ta cay lắm rồi đấy. Ngoài đột phá, lần sau tự... ta như quả ớt, vì ta cay lắm rồi đấy. Nhất định phải đối xử tốt với tướng phục dịch. Chúa công, xin hãy ngược dòng mà tiến. Ta như quả ớt thì ta cay lắm rồi đấy. Xem đòn kết liễu đây. Mặt ta như quả ớt, vì ta cay lắm rồi đấy. Xem đòn kết liễu đây. Mặt ta như quả ớt, vì ta cay lắm rồi đấy.
mùi rượu nồng nặc quá. Xem đòn kết liễu đây. Mặt ta như quả ớt, vì ta cay lắm rồi đấy. Xem đòn kết liễu đây. Dòng mà tiến. Mặt ta như quả ớt, vì ta cay lắm rồi đấy. Có ngựa tỷ, ta bàn chết cho ta dễ nhà ngươi. Mua tiên cũng được. Cản ta hộ cái nào. Đức trị thiên hạ. Trương Phi ta đây chưa ngán ai cả. Ngươi thật không biết lượng sức. Một với ta không? Mặt ta như quả ớt, vì ta cay lắm rồi đấy.
xem đòn kết liễu đây. Như quả ớt vì ta cay lắm rồi đấy. Chúa công, xin hãy ngược dòng mà tiến. Bóng rổ 1-1 với ta không? Đòn kết liễu đây. Đòn kết liễu đây. Mặt ta như quả ớt vì ta cay lắm rồi đấy. Xuất trận ải khó từ nguyên liệu nhận từ ải khó. Đòn kết liễu đây. Đòn kết liễu đây. Mặt ta như quả ớt vì ta cay lắm rồi đấy.